Rồi, ngày hôm nay ngày 23 tháng 3 nha. Trại bò Phước Lộc chào tất cả anh em chú bác gần xa nha. Một ngày mới được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay trại em có nhập viện mớ bò lớn cam chiên nha. Thì anh em chú bác có nhu cầu mua thì ủng hộ tiếp trại em nha. Thì số điện thoại của em trên màn hình đó nha. Thì muốn mua alo em nha. Số đó là số của ông Zalo luôn nha các anh em chú bác. Bên em có bộ lớn bộ nhỏ đầy đủ nha. Đây bò em, bò nhỏ đây. Bò này thứ hai mấy nha, gần thứ ba nha anh em chú bác. Bò này có mã số là 2155 nha. Đây, hai anh này là mini nha. Anh này 2130 nha. Nó mét 2 dư nha anh em chú bác. Này anh này mất mốt mấy nha, có 12 triệu nha. Anh này dạng lá xương nha, anh này dạng lá xương nuôi mau nha anh em chú bác. Đây xương ảnh cũng nhuyễn nha, mà cái lóng ảnh cao nha. Này xương khủng nha anh em chú bác. Này trên mét 3 nha. Này quay nó ngoài nắng nó hơi dạ chút nha anh em chú bác. Hai anh này cũng già tháng nha, hai anh này dỗ cũng mau nha. Đó, chiều cao cũng mét 2 mấy nha anh em chú bác. Đây, hai con này cũng trúng bò lắm nha. Hai anh này cặp có ba ngoài nha anh em chú bác. Này cái dàn xương khủng nha, chân móng hoàn thiện anh em chú bác. Hàng này nó cũng trúng cặp lắm nha. Đây kế tiếp bò lớn nha anh em chú bác. Đây hai con bò số 1 nè, em gáp vô trúng lắm nha, đoàn hình đi đâu nha. Còn thay găng con chưa nha anh em chú bác. Thì anh em chú bác gần xa có nhu cầu mua bò lớn alo em nha. Thì trại bò em thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha anh em chú bác. Trên bắt đò gọc 100m nha. Hai con này thì gáp vô trúng lắm nha anh em chú bác, đoàn hình đi đôi nha. Cặp số 1 nha. Đây hai con bò số 1 đây. Con thay găng còn nhóm găng thừa nha anh em chú bác, dái già cứng nửng nha. Anh này thì thay một đôi nha. Đây em đo chiều cao luôn nha. Đây. Nó mất từ 5 phân nha. Hai con đi đâu chiều cao một ngoại hình luôn nha anh em chú bác. Đây.
hai con này giá 56.500 nha anh em chú bác. Chân móng hoàn thiện anh em chú bác, xế bớm nghiêm chỉnh nha. Đây con này cũng đi đôi luôn nha. Bản đùi bản hình hai con một ngoại hình nha. Bò này đòn tốt lắm nha anh em chú bác, cặp số 1 này đòn khỏi chơi nha. Hai con này một ngoại hình nha anh em chú bác. Đây, kế tiếp số 4 đây. Hàng bò này lật nha anh em chú bác. Hai con này cũng đi đâu được nha anh em chú bác. Đây, chiều cao nó 1m4 nha. Anh này hơi nhóng hơn chút nha anh em chú bác. Bò này 1m4 4 phân nha. Bò này bán xương khủng nha. Hai bò này anh em chú bác ủ mau nha, nó già già bò lắm rồi nha. Đây. Đùi cần có đầy đủ nha anh em chú bác. Hey. Hey. Hai con này em cũng báo giá luôn nha. 57 triệu nghe anh em chú bác, cặp số 4 nha. Đây, già nha. Chân móng cũng hoàn thiện nghe anh em chú bác. Hai con này là lưng nách đầy đủ nha. Đây, nó rồi 1m4 nha. Đây, nó lăn xăng cũng hơi khó đo nghe anh em chú bác. Đây. Nó 1m4 2 phân đi, con này 1m4 4 phân đó, hai con cũng na ná nhau nha anh em chú bác. Hàng này ủ tốc độ nghe anh em chú bác, hình nó có hình nó có sẵn rồi nghe. Bò này em mới về nghe anh em chú bác. Hai con này một con thai đôi găng, con này thì găng nó thưa nó giật rồi nghe anh em chú bác. Anh này thì một đôi găng nghe, anh này ngoại hình hình là dữ dằn nghe. Vẽ đùi tốt nha anh em chú bác, vẽ đùi đóng sâu nha. Đây cặp số 4 nha anh em chú bác. Đây kế tiếp em cặp số 3 đây. Bò này cũng thay đôi găng nha anh em chú bác. Đây, nó chiều cao cũng 1m4 5 phân nha. Hai con này cũng đi đôi nha.
này cũng thay răng nha anh em chú bác. Bản đùi tốt nha. Đây là cặp số 3. Bò này cũng thùng dạo nha anh em chú bác. Bò này dỗ cũng tốc độ nha. Bò này cũng chân móng hoàn thiện nghe anh em chú bác. Hai con số 3 này trúng bò lắm nghe anh em chú bác, bản đùi cũng tốt nghe. Đây, kế tiếp cặp số 2 nghe anh em chú bác. Bò này cũng thay răng nghe. Con thai con nhóm găng nha anh em chú bác. Bò này thì cũng già nha. Nó chiều cao cũng 1m4 nha anh em chú bác. Nó cũng 1m4 5 phân ngang. Đây. Con này hơi kém hơn chút nha anh em chú bác. Này cặp số 2 nha, hai con này nó cũng đồng thanh đồng thủ với nhau nha anh em chú bác. Bò này thì cái tàn nó có nha, bò này dò về dỗ mau nha anh em chú bác, đòn hình nó đầy đủ nha. Đây kế tiếp em con bò lẻ số 5 đây. Bò này cũng 1m4 nha. Anh cú này cái đòn anh tốt nha anh em chú bác. Anh này anh số 5 thì giá có 25 triệu nha anh em chú bác. Rồi, chào tất cả anh em nha, chú bác gần xa nha. Em kết thúc video nha. Thì anh em chú bác có nhu cầu mua thì ủng hộ tiếp em nha. Alo em nha.